Hello anh em, mình là Chun đây. Và tiếp tục với những video Back War. Thì hôm nay mình sẽ chơi Minecraft, nhưng mình sẽ không thể đặt ra block land được nữa. Và vì sao? Bởi vì mình sẽ biến block land trong Minecraft thành những block khác. Để biết nó sẽ như thế nào thì anh em hãy nhớ xem hết video để biết nhé. Và để làm được điều đó thì mình lại phải dùng đến một cái resource block, link back. Mình sẽ để dưới phần mô tả, anh em có thể tải về và trải nghiệm được chưa? Ok, và nếu như anh em thích video này, hãy cho mình một like, subscribe để mình có thêm động lực làm nhiều video hay hơn như này nhá. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, và chúc anh em xem video vui vẻ nha. Nói câu gì mà gây xôn xao dư luận. Ok, và đây cái back của chúng ta nha anh em ơi. Cái cổng đằng sau quay. My god. Đây xuống đây. Ôi giời ơi. Đây anh em cũng lướt qua được cái back của chúng ta hôm nay sẽ như thế nào coi. Ok. Hôm nay chúng ta chơi Minecraft nha. Bố ơi, ai nhầm rồi. Bin nói đi, bin nói đi. Hôm nay chơi. Chúng ta sẽ chơi rất vui nha anh. Hôm nay chơi rất vui. Sang trường thấy và đánh bản quyền. Không, cái này là ở một cái tầm cao khác ấy. Vô chơi thử anh em ơi. Vô. Yeah. Bắn tùm luôn. bắn xong ngủ luôn á. Bắt của ôi nhìn này, những cái kia nhìn hay. Oh my god, oh my god. Trời đất ơi. Em block slime, ui, kim cương có kiểu cơ. Nhiều giàu quá. Ui, của comment block kia, đứa nào lên ghi bóng 1 đi. Nó có cánh, anh em Rick. Trốn ơi, lỡ mua kiếm sắt thì mày mua giáp sắt rồi. Chơi đi. Không có len. Ui. Trời ơi, nó tỉnh clutch luôn. Ui, nhiều. Có chiếc đây qua đi. Ui, my god. Chờ mau. Chấm mau kìa. Trời ơi. Nếu mà mình góp len ra cái bedrock thì mình có để đó luôn không? Cho nó cứng. Ừ ha. Để đó luôn. Được. Ủa sao nhảy vô cục xì lam nó không bị tưng lên vậy? Cái gì vậy? Ui, bốn thằng luôn á. Đùa. Đây, cứu chúng ơi. Cứu. Ok. KS kêu tao. Mày đang có ý định kêu. Ở đâu? Trong quần hả? Đúng rồi đó. Trong tao không có, tao hết lóc rồi. Chết. Ngon. Giờ tao không còn liêm sĩ nữa. Chuột ơi, đây tôi sau lưng ông, tôi sẽ bảo vệ ông, quýnh nó xuống. Ừ ok, trên kia nữa. Liêm đích chuột. Ui giời ơi. Kìa đó, pa. Nó. Chết được. Biết nghe mà. Ấy, còn sống. Ui shit. Đó. Trời ơi. Cái game kiểu gì vậy? Tôi nói cô họng luôn á. Kết. Tôi nói cô họng luôn có hận kìa. Tại game là cái gì vậy? Tại game là YouTuber crack.
What? Sao? Yeah. Mày biết sao mình lấy lại dòng là Ronaldo. Ui nó còn có mystic, nó còn có mystic kìa. Ui xời ôi. Nó đuổi theo kìa. Ui. Ê, ui. Trời ơi, không clip được. Ôi, to đánh. Ui. Xuyên mà lắm. Trời ơi, đập tim. Kinh vãi. Tim mà kinh vãi. Đúng rồi. Chú lấy chân. Em ơi, có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời. Cuộc đời. 20 năm đầu. Cậu sung sướng biết bao lâu. Wow. Nó quá kìa. Cái con gửi biết rồi. Ôi bây giờ chị áp xa rồi. Ê Red cũng qua. Ờ thằng Green qua. Thằng Green qua. Quá nhiều đấy. Em có bao nhiêu? Chắc mình dạng cứt á nên bên nó phải thử. Sợ vậy. Thử qua tao không biết nó bên này là tiền gì luôn. Có tiền tì không? Ừ, nó chỉ bọc vào Dan với... What the fuck? Lít nó. Oh. Ui. Nó qua nữa kìa, bị ta kịp rồi, ta kịp ta kịp. Bị ta ghẹt nữa, thêm Red nữa. Trời ơi, dạng trước sao bị tìm thấy nó đập vậy? Ờ, nó xem YouTube của chua nó. Ừ. Ờ, nó biết chua lại á. Ờ, xin lý ra bác sĩ. Cách để bạn tăng trần. Hello. Quýt. Độ cao trong Bad World, top 1 chơi với chứ YouTuber. Chứ đâu nó kìa, kìa. Chứ đâu nữa, còn nhiều lắm. Đâu mày cứt đáy giờ. Ấy. Trời ơi, phải mua như gì vậy? Rồi. Chun cho Tira hỏi cái này nha. Tira là một người bên phóng đài phóng thanh của Sài Gòn á. Muốn hỏi Chun là dự định trong tương lai của chưa giờ muốn làm cái gì? vậy sao không trả lời được luôn ấy. Dự định trong tương lai của anh sẽ làm gì á? Ngoài chúa ông nội ơi. Nó khó, nếu anh khó quá thì tôi sẽ cho anh hai câu trả lời. Một là cái thứ nhất là vô hero team. Còn cái thứ hai á. Hero team. Coi đi ra. Ramiro? Đây! Đây! Thằng nào kia? Ôi! Đừng bay bộ nữa. À, khổ quá anh em. Nếu mà thì là con. Có bầu. Đi anh ơi. Để chun chơi. Tôi đỡ. What the fuck? Ăn cức rồi. Cức chờ cầm luôn. Chị ra sao ăn sập cảm lắm á chuồn. Thì nó chạy rồi. Chuồn ơi, chuồn làm sao giờ tôi vậy luôn này chuồn. Chuồn làm sao mà giờ đi ra có bằng. Thì chuồn nuôi không? Mít anh em qua mít đi. Qua mít đẩy chỗ. Qua mít đẩy chỗ. Ừ, để tôi bảo vệ ông bằng cách đứa nào phóng fireball tôi giết chết mẹ đó. Đi hay bao lâu lên phép nha. Nào lên phép bây giờ. Kìa nó tới kìa, cẩn thận bắn fireball đấy. Đùng. Cứ đà đi. Đùng. Mà lên. Nghe sợ được. Ê, sao vậy? lên đây. Rồi, win rồi. Win rồi. Win trên đây là win rồi. À, giờ xây cái gì trên đây là xây chữ vạn trên đây. Chết đi. No. Chuyện hết block rồi, Đưa ra kiểu chun đi. Nè, xem list cho nè. Ra, cho tôi ra xây. Ra, biến. Ok, cho thêm. Đi đây, rồi. Ra rồi, ok. Ra. Ôi. Ê, không lấy. Ờ, ok. Ê! Wow. Ramin ơi! Chết bụng! Oh shit! Oh shit!
Ê, mắc rồi. Được, 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 anh kêu được. Con em... lui, con lui, con lui. Chờ, đừng, đừng đi. Đừng để chị ra một mình. Đi bên này. Anh em đặt slam ra cho tôi nhảy xuống anh em. Ờ, để. Là lấy luôn. Ê, đừng cầm. Ở đây rồi. Flex ghê đây. Uống sữa là mà uống sữa là bình thường, uống sữa là có tí lệ. Qua đâu. Có thằng bắn chun đấy, thằng nào bắn chun đấy. Chun đấy, chun kém, chun kém phải, chun ngu. Cái leo gì vậy? Đi gà kéo. Ôi leo ơi, ôi leo ơi, ôi leo ơi, ôi leo ơi. Ờ, thì đang kêu nó solo kill on mid mà sao bọn nó qua rồi. Láo gì vậy? Ôi, nhiều quá. Tôi đang ở trên đỉnh nè anh em. Đang bắn cung. Xì bả. Không có xì bốt. Ừ, để tôi. Ui, trúng một viên. Ôi, nó bắn đi. Bắn có. Bắn đi. Mày xu, mày lên, mày ngon, mày giỏi, mày lên trước đi. Ơi, qua, ui, qua, qua dì lộ ơi. Qua dì lộ ơi, thì ra có để đồ bên dì lộ. Ui, nó chạy ra mít. Ơi, ủa, chưa mà. Ui, qua hai trận đủ rồi, nó chua rồi. Chưa đâu. Phần trận này nó dài lắm rồi đó chú này. Bin ơi cứu. Chú ơi. Ừ. Chú nói chạy đi, cứ chạy đi. À cái chỗ này nè, giờ chú phải elite giống. Bin ơi chạy ra mid cái em chú. Ở đây 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 đang mid rồi, đang mid rồi. Kiểu giống phim á, làm kiểu. Lên á. Đâu. Kìa. Trời đất ăn mà. Cái dưới 4 thằng đi mà còn có mấy thằng về. 22 team lận á. Hay GG Non Relax. Yo. Đi ra. Ngắm nông dân. Mọi người đi ra. Combo. Đi ra đi đây. Đi đâu? Đi đâu? Ui, dê lộ có 2 thằng anh em. Vãi liền. Ủa, dạ, nó còn có mystic, Rồi thì có mystic có mystic sao là nhỉ? Có mystic là pro. Kìa xuống kìa. Cười đi là trời đúng không? Kìa đâm kìa, nó đâm kìa. Chú nghe tiếng đâm kìa. Ồ, nó đập đâu hả? Đây nè. Nó đập mày ở đâu nữa? Nhô. Hết này. Chó đất. Vậy đây. Một thằng thôi. Ui. Một thằng chơi một thằng vậy. Đâu vãi liền. Đi ra bảo vệ anh em nha. Ai à? Cái đỡ vô. Nó rồi. Ủa. Ê, mẹ yếu rồi, tao yếu rồi. Ui, hay quá anh em ơi, nhìn đi. Chưa xong bắn tùm lum. Chỗ này hai thằng, sau lưng hai thằng. Ui. Ủa nó bỏ qua chưa luôn kìa. Chưa nó bỏ qua chưa luôn kìa, nó bỏ qua. Từ. Eo ơi. Ui. Ui dù, cái tin có cái block ở đây, trời. Win này. Thôi, đang định nói là Thái win rồi, cho Thái luôn rằng owner mà. Ê, Thái ra đây tao cho mày xem này, vui lắm rồi Thái. Mày xem tu mày hả? Tu mày đâu? Không, ra đây. Ra đây. Nhìn lên đây nha. Thôi, tôi đi đá nha, anh em đợi tôi đi đá em quay lại. Ok luôn. Tôi sẽ để boss nó tự chơi nha. Bye bye. Chú làm gì chú? Ơ này, đang chơi. Boss chơi này anh em. Mình cũng chả biết lane này lane của lane nào ấy chứ, team nào ấy chứ. Ừ, mới để ý. Ừ. Blue á. Chơi. Cười. Thứ này đeo nó rất kìa. Skin kìa. Ring kìa. Oh, what the fuck? Kìa con nước kìa. Tôi chết rồi. Ui, glitch. Nice. Glitch. Nice. Ai quá. Nice. Glitch. Nice. Solid. Cô là kỳ lạ nha. Hey, đổ qua. Rồi. Make. Cô là rất là kỳ. Nó cùng sống. Chết rồi. Má, tí ra làm vậy khác gì tự hủy team đi tao. À. Không sẽ bị lead đâu nha. Vàng của tao. Đừng của tao. Chó. Ui.
anh chấp. Bi đã trở thành thằng điên. No. Ui cái gì vậy? Tôi đi làm gì? Gì nó cho boss nó chơi. What the fuck? Tại cậu giờ chàng nãy. Nó qua cái đấy. Thấy mày lo mua đồ không mà. Tôi quay trở lại đây, gì vậy? Mất giường rồi. Ô, nay rồi. Sao mày cứ để cho boss chơi hoài vậy Thái? Tại vì tao thấy con boss này cũng được. Boss chơi như thằng gáy thai này. Ủa là Jun. Ây, trời ơi, Jun ơi, cuộc đời của lòng em. Còn thằng nữa. Jun thắng được trận này, boost server Jun. Ghê vậy, đặt. Mày chắc chưa? Thêm thằng nữa. Tôi chết này. Đồ ơi, tôi đổ đi mà. Tao rớt luôn rồi đấy. Tomorrow. Chun. 2 vote. Hàng tỷ vote cho Chun. Giờ Chun cũng không biết có lừa được nói hay không nhưng mà tùy. Gì ngáp lắm. À, mệt quá Chun ơi, nãy giờ chừng nãy giờ. Win. Mệt vãi liền. Win. Không quay nữa. Rồi anh em đó, xem video nha. Nếu như anh em thích video này hãy nhấn cho mình một like, subscribe để mình có thêm nhiều video nha. Thì cùng anh em rất nhiều nha. Mong. Má nó cuộc đời. Mệt vãi liền thề. Tao đâu có cổ đó. Phá cân đây.